Good morning quý vị, hãy cơ mình đang có mặt ở đường Lê Văn Sĩ, ngày xưa là Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Sáng ngày 3 tháng 11 năm 2017. Phía trước là ngã tư với đường Trần Quang Diệu quý vị. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ, nhiệt độ khoảng 29 độ C. Phường 14, quận 3 như vậy. Rồi, quẹo phải vô chợ Trương Minh Giảng gì xem ha, giờ gọi là chợ Nguyễn Văn Chỗi. Cho quý vị dòng đi chợ với Hải Công Minh ngắm Sài Gòn mỗi ngày không chán nha quý vị. Cuộc sống thì đi làm kiếm tiền, lãnh tiền hưu thì phải đi chợ mua đồ ăn đồ uống, nói chuyện rồi coi phim giải trí, ca nhạc, đi dạo, có cặp có đôi tình yêu, tối đi ngủ, rồi ngày mai thức dậy, vòng đời cứ lặp đi lặp lại. Miễn sao hôm nay mình cảm thấy happy, hiện tại là vui rồi gì ha. Giúp được ai mình giúp, đừng hại ai, that's ok quý vị ha. Rồi bên tay trái vậy là Đại học Vạn Hạnh ngày xưa nè, bây giờ nó là Đại học Sư Phạm quý vị. Bên phía dưới là cầu Trương Minh Giảng. Bây giờ gọi là cầu Lê Văn Sĩ.
đường Trần Quốc Thảo ấy vậy, phường 7 quận 3. Đây là ngã tư với đường Lý Chính Thắng, ngày xưa là đường Yên Tổ. Vừa phải là về ngã 6 Dân Chủ, còn vừa trái là về gặp đường Hai Bà Trưng, chợ Tân Định đó vậy. Bên tay trái là khu các villa biệt thự nổi tiếng ở quận 3. Ngày xưa người ta nói là ăn quận 5, nằm quận 3, xa qua quận 1, cướp giật quận 4 cái gì. Đó là chuyện ngày xưa, còn giờ thay đổi nhiều ở gì ha. Phía trước là ngã tư với đường Hiền Vương, bây giờ là Võ Thị Sáu hay gì. Tư với đường Tú Xương chuẩn bị nghe Hải Công Minh hát. Một mấy về qua đường Tú Xương, bên phải thì là lãnh sự quán Thái Lan. Còn như xưa nữa gì, chung cư cao cấp hồi xưa nè. Đây đường Phan Thanh Giảng hay gì bên phải đó, bên trái đây là lãnh sự quán Nhật Bản, cái tòa nhà màu vàng đó. Wow, áo dài qua phố. Ngã tư với đường Ngô Thời Nhiệm. Bên tay trái là tòa Tổng Giám mục Sài Gòn ấy. Rất cổ kính nè, còn đi như hồi xưa ấy. Rồi, bên tay trái là trường Mầm Non Thành Phố, trường nổi tiếng, mẫu giáo nổi tiếng Sài Gòn ấy. Rồi phía trước đây là quẹo phải là đường Võ Văn Tần, ngày xưa là Trần Quý Cáp. Ok, thank you, see you vị clip tiếp theo nha, goodbye.